Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tip mới, nó rất là hay, giúp cho các bạn xem bất kể cái YouTube nào á, các bạn summary nó là tóm gọn nó lại nhanh thông qua cái ChatGPT nha. Thì các bạn cần phải download một cái tên là YouTube Summary cho cái browser của các bạn, là cho cái web mà các bạn đang sử dụng á. Sau đó các bạn chỉ cần việc click vào cái transcript summary này thì nó sẽ báo ra cái này nó nói cái gì dạng như vậy. Sau đó các bạn chỉ cần đi vào trong cái gọi là View AI Summary trên tab như vậy nè, thì nó sẽ tự nó mở liên kết với lại ChatGPT và nó báo là ví dụ Kozak là ai rồi, nó rất là hay, cho nên là nó tiết kiệm thời gian của các bạn rất nhiều thay vì phải lắng nghe nha.